Xin chào các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu một cái lệnh nhỏ tự động tạo mặt cắt cho đối tượng trong view trong TextNow Texture. Lệnh này thì ở bản 21 nó ở trong mục Drawing và Macro. Tuy nhiên lên bản TextNow Texture thì nó ở trong cái tab Drawing. Các bạn vào mục Grid Cut Line. Thì bình thường á, các bạn thích đúc một biểu tượng này. Kích một cái thôi. Bình thường giả sử mà trong mặt cắt này ở trong cái view này có một vài đối tượng, các bạn cần tạo cái nét ký hiệu mặt cắt thì các bạn kích chọn cái view và chọn click thì nó sẽ tạo cho tất cả các cái đối tượng. Thế này thì nhiều lúc là như vậy là không cần thiết đúng không? Thì nhiều lúc chúng ta sẽ không cần phải cắt quá nhiều đường thì macro nó sẽ cắt thừa cho chúng ta. Đây chúng ta phải xóa đi. Thì có một cái cách, một cái lưu ý nhỏ khi sử dụng cái macro này, đó là các bạn muốn tạo cái nét cắt cho đối tượng nào thì các bạn kích vào đối tượng đấy. Đây các bạn kích vào một đối tượng này thì các bạn vào đây các bạn chọn cái nét tích sắc chẳng hạn, kích vào clip như đây. Thì tôi muốn thu nhỏ là khoảng tỷ lệ 0,7 cho clip thì nó sẽ tự động tạo cho những cái đối tượng mà ta cần chứ không cần tạo cho tất cả các loại đối tượng thì nó sẽ bị thừa ra, nó sẽ phải mất công xóa đi. Thì đây là một lưu ý nhỏ, có thể các bạn đã dùng nhiều, các bạn đã biết rồi, nhưng mà tôi chia sẻ để các bạn chưa để ý thì có thể có một lưu ý nhỏ khi sử dụng cái lệnh cắt line trong TextNow Texture 2016. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.